Ba con giáp giàu bất thình lình, tiền tỷ rơi trúng đầu, cầm tay trong 4 tháng tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Tất cả điều đó chúng ta đều không thể lường trước được. Tuy nhiên các bậc thầy tử vi có cho biết rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán được vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong 4 tháng sắp tới, có 3 con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 3 con giáp đó là con giáp nào, liệu rằng mình có thuộc một trong 3 con giáp may mắn này hay không? Và sẽ có những vận may nào đến với 3 con giáp trong thời điểm 4 tháng sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mông mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cấy hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Thân. Tử vi năm 2021 cho thấy mệnh chủ tuổi Thân được lưu thái tuế tương sinh, lại có thêm chính ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan nhìn chung khá cát lành trong 4 tháng sắp tới. Cục diện tương sinh giúp cho công việc của tuổi Thân thêm thuận lợi, dù thời gian này khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng. Cộng thêm chính ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công việc tốt hơn. Lòng đức và thiên hỷ cát tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ, đồng thời thúc đẩy tình duyên khởi sắc, giai đoạn yên ổn hơn trước. Tuy nhiên, trong thời điểm này, còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm, phá tài, làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ. Vì thế, bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Để nắm rõ vận trình cụ thể, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang vượng vận từng cột. Để nắm rõ vận trình cụ thể, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang vượng vận từng tuổi Thân ngay sau đây. Tử vi tuổi Mậu Thân 1968. Trong 4 tháng tới, mệnh chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Tuy nhiên, do bị kiếp tài chiếu mệnh, vận trình tài lộc của mệnh chủ thời gian này tuy có tăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Ngoài ra, điểm báo tử vi cho thấy tuổi Mậu Thân nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán chường, chi tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón nhận. Tuy nhiên, đào hoa vượng, đường tình duyên khá suôn sẻ và đón nhiều hạnh phúc trong năm. Tử vi tuổi Canh Thân 1980. Vận trình của tuổi Canh Thân trong 4 tháng tới không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của chính mình. Trong công việc, bản mệnh sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của bản mệnh trong thời gian này khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992.
Tử vi 4 tháng tới cho thấy vận trình mệnh chủ tuổi Nhâm Thân khá tốt, cát khí sẽ đến với mệnh chủ ở đường công danh. Tuổi Nhâm Thân sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản mệnh là chủ yếu. Chỉ cần bản mệnh tích cực và chủ động phấn đấu, chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, sao thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tinh duyên tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh mình. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Thân tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Dậu. Tử vi 4 tháng sắp tới cho thấy tuổi Dậu được tam hợp kim cục trợ mệnh, vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Có thể nói, thời điểm này tuổi Dậu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi vừa có quý nhân vượng, lại thêm bản mệnh được tỷ tiên thôi thúc, tuổi Dậu mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thăng lớn. Đã vậy, bộ đôi tinh tú bạch hổ và phi liêm ví như hổ mọc thêm cánh. Dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng sau tất cả, sự nghiệp của bản mệnh vẫn thăng tiến như vũ bão. Đồng thời, thiên ấn cũng mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho tất cả những mệnh chủ làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Ngoài ra, xem tử vi tuổi Dậu thời gian này còn thấy rõ phương cách thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thắm sắc. Mệnh chủ độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Sau đây là cẩm nang vượng vận của từng tuổi Dậu. Tử vi tháng 4 sắp tới cho thấy sử Dậu bán hợp lại thêm tuế can kỷ thủ tương sinh tân kim, mang tới cho tuổi Kỷ Dậu một khoảng thời gian hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Tài vận cũng rộng mở nhờ các tài khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Hơn nữa, vận quý nhân trong thời gian này khá vượng, tuổi Kỷ Dậu mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Đặc biệt, nhân duyên thời gian này khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Dậu 1981. Thời điểm này, cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Tân Dậu. Dự án hợp tác luôn suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình. Tài chính trong 4 tháng tới được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn cho bản mệnh. Tuy nhiên, bản thân người tuổi Tân Dậu trong thời gian tới vẫn cần sự chủ động, nhất định, tích cực, tự thân phấn đấu để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Tử vi tuổi Quý Dậu 1993. Xét về tương quan thái tuế, tuổi Quý Dậu gặp cục diện bán hợp kim cục, tuế can tân kim tương sinh quý thủy, báo hiệu 4 tháng tới mệnh chủ nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp có nhiều cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường, nâng đỡ nên dễ thành công hơn. Đồng thời, thời gian này, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc ẩm thực. Tuy nhiên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, từng trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dậu. Thứ ba,
là tuổi Mão. Tử vi có cho thấy thời điểm 4 tháng tới sẽ đánh dấu sự trở lại bình ổn xuyên suốt vận trình của mệnh chủ tuổi Mão. Thời điểm này nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bạn mệnh cần tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hãy đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Bên cạnh đó, thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều, vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tam môn, tuổi Mão sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào cuồng, bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu ngạo, kẻo hối cũng không kịp. Sau đây sẽ là vận trình của từng tuổi Mão trong 4 tháng sắp tới. Tử vi tuổi Quý Mão 1963. Tử vi tuổi Quý Mão cho thấy 4 tháng sắp tới là một khoảng thời gian bình ổn đối với tuổi Quý Mão. Bản mệnh vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rõ ràng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo mới mong đạt được kết quả. Về phương diện tài lộc, bản mệnh vẫn có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm tiền từ các công việc đầu tư và tay trái, nhưng không nhiều. Tốt nhất, mọi người cần cẩn thận khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Điều quan trọng bản mệnh cần nhớ trong thời gian này, chớ nên tham lam, biết dừng lại đúng lúc. Tử vi tuổi Ất Mão 1975. Tử vi 4 tháng tới cho thấy vận trình tuổi Ất Mão khá bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, do đó mà bản mệnh khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Cho nên bản mệnh cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là, được đến đâu hay đến đấy, nếu không bản mệnh sẽ thụt lùi so với đồng nghiệp. Cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi. Đồng thời, những mệnh chủ làm đầu tư, kinh doanh tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987. Trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, thời gian này tuổi Đinh Mão có thể gặp được một số cơ hội phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bản mệnh đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Do đó, bản mệnh cần phải kiên trì với những gì mà mình làm. Đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Bản mệnh cũng không nên tham lam, chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất, hãy chậm mà chắc, rồi bản mệnh vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội, thời gian này thể gia cát quyền mệnh chủ tuổi Mão nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu 2021. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý gia chủ, đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.